gia đình mình cái chuyến du lịch xuyên bang này nha. Lịch trình của gia đình mình nếu mà từ San Diego chạy qua Charlotte là 1 ngày 9 tiếng, nhưng mà mình không có chạy như vậy, mình chạy tới 10 ngày. Thì bây giờ là đoạn đường đầu tiên mình đi qua Arizona là từ San Diego qua đó là chỉ có 6 tiếng thôi, đó là chạm dừng chân đầu tiên của mình. Cũng may con của mình đó, nó còn nhỏ, mọi người còn chưa có vào trường nên mình có thời gian để đi như thế này, để tìm một cái nơi kiên cố để cho các con sinh sống luôn. Chứ nếu mà có con lớn thì rất là khó để di dời như thế này. Cũng may là gia đình mình cũng chả có nhiều đồ để mang theo, vậy cũng đẩy xe hết rồi mọi người, còn lại những gì mà không cần cả bỏ lại hết rồi đi tìm cái nơi mới để coi như thế nào. Tất nhiên California ai cũng muốn ở đây hết, gia đình mình rất thích ở đây và chồng mình đã khóc vào buổi sáng sớm hôm nay. Nhưng mà mọi người biết sao không, nó đắt quá, mình chưa có đi làm nên mình không có vay tiền được để mua nhà. Thôi mình đi một vòng thử như thế nào rồi mình tính tiếp. Cảm ơn mọi người hãy khám phá, nhớ đăng ký kênh của Ngân và theo dõi những cái chương trình kế tiếp nha. Và đây là những cái gì mà tài sản gia đình mình có thể mang theo được cho cái chuyến đi giờ. Cái anh hàng xóm, anh chào buổi sáng, anh chúc đi thượng lộ bình an. By California. Daddy đó. Nhớ kỷ niệm không? Okay. Gia, bye, ready to go? Yeah. We're ready to go. Và đây là cái highway, cái con đường này là cái con đường nhà của mình. Mình sẽ đi từ con đường nó quẹo qua quẹo lại.
tôi có nhìn nhìn cảnh nha. Đi ra. Ngồi xuống nào. Mình ăn burger trước khi mình đi tiếp. Hết hả? Nóng hả? Con ăn từ từ, con thổi đi. Nãy Ada ổi không có đồ mặc, mặc đồ của Noah đỡ. Mình đang đứng hơn đi Walmart á. Cho các con đứng ở ngoài ăn chứ ngồi trên xe nãy giờ lâu quá tội nghiệp. Để đi tới lui ăn xong rồi bắt đầu mình sẽ ăn ăn ngồi ăn ngoài xong rồi lên xe đi tiếp. Đó là chữ A nha, đó là Arizona. Đường này từ Cali qua Arizona thì có nguyên cái đoạn đường này khoảng 40 cây số là không có cái gì ở bên đường hết, trống không là bằng giống như là một sa mạc vậy đó mọi người. Đó, mình sẽ đi qua đây. Sau 6 tiếng đồng hồ thì gia đình mình đã tới cái Arizona. Bây giờ thì mình sẽ dừng chân ở thành phố này 2 đêm và tiếp tục đi qua bên một cái kỳ quan của thế giới khác, đó là Grand Canyon. Chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người lại trong cái video lần sau. Nếu như ai lần đầu tiên xem video này của gia đình Ngân thì nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại mọi người, bye bye.